làm cẩn trọng nha. Vâng, biểu tượng nó như thế này. Bây giờ mình sẽ vào program này. Đầu tiên mình muốn vào program. Bây giờ cái này mình muốn điểm gốc ở đâu, mình sẽ bấm vào cái mũi tên này để mình vào điểm gốc. Mình sẽ di chuyển điểm gốc đến cái điểm mà mình mong muốn. Đấy, điểm gốc có rồi. Bây giờ mình phải nhảy mũi sang biểu tượng này để vào biểu tượng nhảy mũi. Enter một cái. Xong rồi bấm vào biểu tượng này là biểu tượng nhảy mũi này. Biểu tượng nhảy mũi. Bấm vào một cái là mình di chuyển đến cái điểm mình cần may. Này. Rồi bây giờ xong biểu tượng nhảy mũi rồi, mình sẽ ra bấm vào biểu tượng này để vào biểu tượng đường thẳng này. Đây là biểu tượng vẽ đường thẳng, chạy đường thẳng. Mật độ mũi chỉ mình cho bao nhiêu tùy ý, ví dụ mình cho 2.5 chẳng hạn, mình bấm số 2, số 5 nó thành 2.5. Enter. Mình vẽ hình tùy ý theo cái gá của mình. Rồi bây giờ mình muốn vẽ một hình nữa thì mình lại ra này. Mình vào biểu tượng lại mũi tiếp. Biểu tượng này lại mũi, lại dài và lại mũi tiếp. Mình lại di chuyển đến cái một cái dưỡng lần thứ hai của mình ở trên đấy. Mình bấm vào đấy xong rồi mình trở về và lại vào biểu tượng đường thẳng. Đây là mật độ mũi chỉ. Xong rồi mình lại vẽ một cái hình tương ứng như thế của dưỡng của mình, mong muốn của mình. Mình vẽ bao nhiêu tùy ý, nhưng mà phụ thuộc vào cái dưỡng ở trên đấy là có nhiều hay ít. Rồi bây giờ xong hai hình rồi thì mình muốn vẽ hình thứ ba thì nó còn như thế thôi. Bây giờ mình chuyển sang mình lưu, mình trở về lúc nào mình thấy cái màn hình hiện như thế này và có biểu tượng N ở đây, mình di chuyển đến N này, xong bấm Enter, xong rồi mình Enter một lần nữa. Nó hiện Enter để di chuyển bài hết thì mình nhấn Enter tiếp. Xong rồi như thế này, mình muốn lưu thì mình lại bấm nút trở về này. Nút trở về. Xong rồi nó bảo mình nhấn Enter trở về điểm gốc, mình sẽ nhấn Enter tiếp. Rồi bây giờ mình lại làm một thao tác tiếp theo là mình vào cái thư mục này. Xong rồi vào cái thư mục có mũi tên đi xuống này. Xong rồi bây giờ mình muốn lưu cái tên bất kỳ, ví dụ là 116 chẳng hạn. 116 chẳng hạn là cái tên mà mình muốn lưu vào đó cho nó. Rồi. Bây giờ xong như thế này rồi, mình ra mình 116 hiện đây rồi. Mình bấm nút trở về cho nó về thư mục ban đầu, xong rồi mình lưu, ấn lưu. Ấn đây là lưu này. Nó hiện E025 này là chứng tỏ nó đã lưu rồi, nhưng bây giờ mình nhấn chạy thôi.